Con lên đây, mau con. Rồi nó lại giờ nó cứ khóc lóc mãi. Đây con, đi qua đây, qua đây, qua đây. Đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Đi xuống, đi xuống. Rồi, rồi. Con tên là gì? Là Maria Đinh Thị Hương ạ. Con lên, con lên. Con là Maria Đinh Thị Hương. Maria Đinh Thị Hương con bao nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay con 28 tuổi. 28 tuổi rồi, đây còn con. Dạ, thưa cha, con tên là Đa Minh Vũ Thế Hưng. Con là giáo xứ Xuân Bắc thuộc giáo phận Xuân Lộc. Con năm nay 29 tuổi. Con này nó là cái gì của con? Dạ, là bạn đời của con ạ. Bạn đời ạ? Bạn đời, rồi cái thằng con hay thằng này là gì của con? Dạ, thưa cha, đây là con của con. Rồi, bây giờ con kể cho mọi người nghe coi vợ chồng chúng con đã được ơn gì kể cho mọi người nghe. Dạ, thưa cha, mà vợ chồng con cưới được 5 năm rồi. Chúng con hiếm muộn, đi bệnh viện cũng nhiều nơi. Nhưng mà nhờ tới lòng thương xót của Chúa, nhờ bàn tay của cha và công đoàn cầu nguyện cho gia đình con, cho vợ chồng con, giờ con đã có được cục cưng này. Cục cưng là cục cưng này tên gì, được mấy tuổi? Dạ thưa cha, con của con tên là Vũ Duy Nhất, Du Xe Vũ Duy Nhất, con được 6 tháng tuổi. Và sao con biết được lòng Chúa thương xót mà sau 5 năm hiếm muộn con đến đây và bây giờ Chúa ban cho đứa con được cái cục cưng này? Dạ thưa cha, qua mọi người và qua mạng xã hội con đã biết được đến lòng thương xót Chúa. Và thưa chị em, đây cục cưng Vũ Duy Nhất, con của lòng Chúa thương xót sau 5 năm đợi chờ. Lời cho tặng cho con tấm ảnh thánh nữ Faustina và chúng con treo ở trong gia đình của chúng con nha. Vì ngày hôm qua chúng tôi đã mừng lễ thánh Faustina, vị thánh mà rất đẹp lòng Chúa vì rất yêu mến Đức Mẹ và có lòng nhiệt thành loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và đây là CD với tựa đề là Bước Trong Tin Yêu của ca đoàn Faustina nhân ngày lễ bổn mạng, gửi tặng cho chúng con với 12 ca khúc lòng thương xót Chúa. Rồi mai mốt rồi có cho nó đi tu không? Dạ, ước nguyện của con là như vậy, còn được hay không là do Thiên Chúa ban cho. Rồi, rồi con về chỗ ngồi, xin mời. Rồi mấy bạn anh giơ tay thì tôi mời anh lên luôn.